Theo công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế hải sản Hoàng Gia cho biết, đây là con cua có màu xanh tím duy nhất trong hàng ngàn con mà hệ thống này đã nhập về từ trước cho đến nay. Cụ thể, con cua nặng 2,8 kg, dài 85 cm, chiều dài sải chân gần 82 cm, với lớp vỏ màu xanh tím oải hương nổi bật. Được biết, king crab tím hiện là hiện tượng siêu hiếm gặp. Đến nay, trên thế giới chỉ từng ghi nhận 3 trường hợp tương tự và lần cuối là vào năm 2014 tại Mỹ. Đã có rất là nhiều khách vì cái sự may mắn này mà trả giá gấp 20-30 lần giá trị thật của con cua rồi. Tuy nhiên, thì Hải sản Hoàng Gia quyết định là sẽ dành tặng lại con cua king crab tím này cho Viện Hải dương học Nha Trang để cho Viện Hải dương có thể nghiên cứu. Hiện nay, cua hoàng đế được bán tại cửa hàng có giá khoảng 2,2 triệu đồng 1 kg. Nhưng nhờ màu sắc đặc biệt, chú cua hoàng đế xanh tím đã thu hút rất nhiều khách hàng đến xem và trả giá cao gấp 20-30 lần. Tuy nhiên, đơn vị này đã quyết định sẽ gửi tặng cua hoàng đế tím cho Viện Hải dương học Nha Trang để phục vụ nghiên cứu.